Theo số liệu thống kê, chỉ trong hơn nửa đầu năm 2024, doanh thu ngành thực phẩm và đồ uống Việt Nam sắp xỉ 404.000 tỷ đồng, tương đương 68,5% doanh thu cả năm 2023. Đây là cột mốc đầy khả quan để ngành này tận dụng thời cơ và các yếu tố then chốt tăng tốc những tháng cuối năm. Năm nay, triển lãm quốc tế chuyên ngành thực phẩm, đồ uống và thiết bị công nghệ chế biến, bao bì thực phẩm, đồ uống lần thứ 10 được tổ chức tại Hà Nội đã quy tụ 350 gian hàng của 300 doanh nghiệp đến từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Đan Mạch, Hàn Quốc, Thái Lan, Úc, Việt Nam, trưng bày giới thiệu hàng nghìn sản phẩm thực phẩm, đồ uống, máy móc công nghệ chế biến, thiết bị sản xuất, đóng gói, bảo quản thực phẩm phục vụ cho ngành chế biến, thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở mục đích trưng bày, giới thiệu sản phẩm, trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra nhiều hoạt động bổ trợ để các doanh nghiệp kết nối sâu, tiến gần hơn nữa đến quá trình hợp tác. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là mở rộng đối tác trong chuỗi cung ứng, kết nối trực tiếp nhà sản xuất.